Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với Phần hóa giao thông năm 2021 do Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp tổ chức dành cho đoàn viên thanh niên với sự đồng hành của công ty Honda Việt Nam. Kết thúc vòng sơ khảo đã có trên 363.000 đoàn viên thanh niên tham gia. bàn tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra top 15 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất tham dự vòng chung kết của cuộc thi. Đồng thời lựa chọn ra top 3 thí sinh đạt giải của bốn tuần lựa chọn ra thí sinh đạt giải đặc biệt, điểm làm bài cao nhất và thời gian nhanh nhất. Vòng chung kết của cuộc thi được tổ chức vào ngày 27 tháng 12 theo hình thức thi trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội. Bản tổ chức cuộc thi đã trao một giải nhất trị giá 10 triệu đồng tiền mặt và một xe máy Honda Way Alpha cho bạn Huỳnh Thanh Thân đến từ thành phố Hồ Chí Minh, giải nhì trị giá 5 triệu đồng và một chiếc laptop cho bạn Phạm Văn Thọ, giải ba trị giá 3 triệu đồng và một chiếc điện thoại thông minh cho bạn Nguyễn Trần Diệp Linh đến từ Hà Nội và 12 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng và mũ bảo hiểm. Trong khuôn khổ cuộc thi, ban tổ chức còn trao một giải tập thể dành cho tỉnh Hà Giang là địa phương có số lượng thí sinh trên tổng số đoàn viên thanh niên cao nhất với bằng khen của Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 20 triệu đồng.